Sau những thông tin khiến người hâm mộ tiếc nuối về chuyện chia tay chồng thiếu gia của MC đẹp nhất VTV, Mai Ngọc, thì mới đây, nữ MC lại khiến netizen xôn xao khi lộ căn chung cư cao cấp mà cô đang sở hữu, khối tài sản khủng nhìn lóa mắt. Hôm ngày 1 tháng 4, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi công bố cuộc hôn nhân của cô và doanh nhân Lê Hoài Nam kết thúc từ 2023. Hiện tại, cả hai đã đường ai nấy đi và có cuộc sống riêng. Điều bất ngờ là Mai Ngọc cho biết cô và chồng không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia. Theo một số nguồn tin trên truyền thông, Mai Ngọc và chồng cũ không đăng ký kết hôn dù chung sống với nhau 7 năm. Dù mới công bố, nhưng cặp đôi đã chia tay cách đây nửa năm. Trước đây, cặp đôi sống tại một căn hộ hạng sang ở trung tâm thủ đô. Sau khi chia tay, Mai Ngọc mua căn hộ mới và chuyển đến đây sống. Nguồn tin cho biết thêm, hiện Mai Ngọc đã trở lại vui vẻ và hào hứng với cuộc sống mới sau khi chia tay chồng. Cuối năm 2023, Mai Ngọc cho hay cô đã tậu nhà mới, căn hộ chung cư cao cấp này là món quà sinh nhật cô tự tặng bản thân. Thời điểm này, việc cô từng có những bài đăng tâm trạng kết hợp với mua nhà đã khiến một số người hâm mộ đặt nghi vấn nữ MC gặp trục trặc hôn nhân. Tuy nhiên, cô không phản hồi trước những lời hỏi thăm của dân mạng. Theo thông tin từ các trang bất động sản, nhà mới của Mai Ngọc nằm trong một khu chung cư thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có mức khung bán căn 2 phòng ngủ từ 5,24 đến 6,21 tỷ đồng, còn căn 3 phòng ngủ dao động từ 7,12 đến 8,47 tỷ đồng. Mai Ngọc trang trí nhà bằng tôn màu trắng, phối hợp với màu xám, be chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và không kém phần hiện đại. Bên cạnh đó, thiết kế cửa kính lớn với rèm cửa mỏng giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, có thể dễ dàng nhận thấy nữ MC VTV yêu thích phong cách thiết kế wabi-sabi, đề cao sự tối giản, trong nhà sẽ không chứa quá nhiều nội thất nhằm đảm bảo sự thông thoáng. Phòng khách rộng rãi, đặt những chiếc sofa nhỏ nhắn đối diện với tivi. Một góc phòng là bộ bàn 4 ghế nhỏ gọn, đặt cạnh tường, kế bên là kệ trang trí đựng các tác phẩm trừu tượng. Cô trang trí thêm nhiều hoa tươi và tranh để mang sức sống mới cho căn nhà. Nữ MC đặc biệt thích chụp ảnh nên trong nhà không thể thiếu những góc sống ảo với hoa. Dù bận rộn với công việc ở đài truyền hình, kinh doanh riêng, nhưng cô vẫn yêu thích nấu ăn và chuẩn bị tươm tất những bữa cơm đơn giản của mình. Trước đó, Mai Ngọc chia sẻ, những điều chưa đẹp sẽ là bài học dạy mình cách để trưởng thành hơn. Ngọc cũng gửi lời cảm ơn anh Nam, nhờ thời gian ở cạnh anh đã giúp Ngọc trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như hôm nay. Cô cũng khẳng định, 17 năm thanh xuân, với Ngọc, những kỷ niệm đẹp chính là tài sản lớn nhất ở tuổi 34. Sau một thời gian dài phấn đấu, tôi nghĩ đã đến lúc mình xứng đáng có cuộc sống mới vui vẻ và an yên. Mai Ngọc sinh năm 1990 là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Người đẹp sau đó trở thành MC truyền hình và gắn với biệt danh cô gái thời tiết. Mai Ngọc được khán giả gọi là MC xinh đẹp nhất VTV. Nhiều năm nay, cô vừa đảm nhận vai trò biên tập viên, vừa kinh doanh thời trang.